Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây thì tiếp tục Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Tống Mỹ Hảo, pháp danh Quảng Quý. Em Tống Mỹ Hảo sinh năm 1987, nguyên quán Phước Yên, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Không may, em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Song vì căn bệnh quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm xót xa thương nhớ của toàn thể tang quyến. Và sau đây chương trình lễ tang diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, đây là lễ tang đau lòng của em Tống Mỹ Hảo. Em Tống Mỹ Hảo, pháp danh Quảng Quý. Em sinh năm 1987 và hiện em đang ở Phước Yên, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Không may, trong một thời gian vừa qua em lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh quá nặng, em đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên trong nỗi niềm xót xa thương nhớ vô hạn của gia đình. Và em đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 19 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 22 tháng 7 năm Nhâm Dần. Em hưởng dương 36 tuổi. Khi nhận biết tin em không còn nữa, tất cả mọi người đều tập trung về nơi đây để chuẩn bị thắp cho em một tuần hương và cầu nguyện để cho em được thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng, được an giấc nghỉ ngàn thu. Kính thưa các quý vị, đây là nơi mà đưa thi hài, đưa cho cốt của em về tại gia đình để chuẩn bị lo hậu sự cho em. Nỗi xót xa vô tận ấy thì tất cả mọi người xin được chia sẻ nỗi đau thương này cùng với gia đình. Cầu chúc cho em mãi mãi thanh thản về nơi suối vàng, được an giấc nghỉ ngàn. Kính thưa mọi người, cuộc sống ai cũng vậy, ai cũng muốn mình có một cuộc sống chan hòa, êm đềm, hạnh phúc bên chồng, bên các con. Nhưng ai có mong muốn rằng cuộc đời của mình sẽ phải ra đi với tuổi đời còn trẻ đâu. Ai cũng mong muốn chúng ta sẽ được sống đến khi đầu bạc răng long và được hạnh phúc bên các con khi tuổi xế chiều. Nhưng giờ đây, quá thương em Tống Mỹ Hảo, em mới có 36 tuổi, em đã vội rời trần gian, để lại cho chồng, cho các con, cho bố mẹ một nỗi xót xa vô tận mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa toàn thể quý vị, cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Vậy nên chúng ta ai còn khỏe mạnh, xin tất cả mọi người hãy yêu thương, đùm bọc, hãy che chở cho những người thân của chúng ta khi chúng ta còn khỏe mạnh trên trần thế. Quý vị hãy báo đáp cho cha mẹ, ông bà, hãy báo hiếu cho những người sinh thành ra chúng ta
và hãy đối xử tốt với họ, cũng như chúng ta hãy chan hòa với tất cả mọi người, chan hòa với vợ con, chồng con, rồi chan hòa với anh chị em, bà con hàng xóm, rồi các anh chị em bạn bè. Vì cuộc sống này của chúng ta quá ngắn ngủi khi được sống trên trần thế và khi sống trên cõi tạm này. Về thế giới bên kia, lúc đó chúng ta mới là nơi an nhàn, được nghỉ ngơi thanh tịnh. Chúng ta không nên sân si, không nên ganh ghét, để rồi chúng ta sẽ phải nhận những hậu quả khôn lường. Giờ đây em Tống Thị Mỹ Hạo không còn nữa, âu cũng là mất mát quá lớn lao của gia đình tang chủ. Cầu chúc, chỉ cầu chúc cho em mãi mãi được thanh thản cõi vĩnh hằng. Hãy luôn phù hộ, độ trì cho bố mẹ ông bà, cho chồng con, cho toàn thể anh chị em, cho bà con hàng xóm, sống mãi trên đời này được mạnh khỏe, được bình yên. Xin chắp tay cúi lạy để cầu nguyện cho em mãi mãi thanh thản nơi suối vàng. Kính thưa các quý vị, giờ đây tất cả mọi người đã đưa cho cốt của em về tại gia đình để lo hậu sự và an táng cho em. Vậy là một con người mãi mãi ra đi không một ngày trở lại với tuổi còn quá trẻ. Xin được vĩnh biệt em ra đi từ đây. Thank you.